Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 3 trường tiểu học Lê Văn Tám. Rất vui được gặp lại các con trong tiết toán ngày hôm nay. Tiết toán hôm trước các con đã được tìm hiểu bài tiền Việt Nam. Hôm nay cô cùng các con luyện tập lại bài tiền Việt Nam. Để giúp các con sử dụng tiền mình vốn có, hôm nay cô có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất: phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải. Ở bài này cô có hai câu nhỏ, đó là câu A và câu B. Ở câu A, cô có số tiền đã cho là 2.000 đồng, 1.000 đồng, 1.000 đồng, 1.000 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 100 đồng. Bài này cô yêu cầu các con lấy ra cho cô số tiền tương ứng từ số tiền đã cho là 3.600 đồng. Các con suy nghĩ 30 giây nhé. À, chắc các con đã tìm ra câu trả lời cho mình rồi. Bây giờ cô cùng các con hãy trả lời lại nhé. Đầu tiên cô có cách thứ nhất. Cô lấy 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng và 100 đồng, cô cộng lại được số tiền tương ứng là 3.600 đồng. Các con còn cách nào khác không? Cô còn một cách nữa đó các con ạ. À, đó là cô lấy 1.000 đồng, 1.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng và 100 đồng, cô được số tiền tương ứng là 3.600 đồng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau sang bài 1B nhé. Ở bài này cô có số tiền đã cho là 5.000 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 200 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 100 đồng. Cô yêu cầu các con hãy lấy ra cho cô số tiền là 7.500 đồng từ số tiền đã cho. À, mỗi bạn đã có câu trả lời riêng cho mình rồi. Cô cũng có câu trả lời của cô. Cô có cách thứ nhất. Đầu tiên cô lấy 5.000 đồng, 2.000 đồng và 500 đồng, cô cộng lại được số tiền tương ứng là 7.500 đồng. Cô còn có cách thứ hai nữa các con. Đó là cô lấy 5.000 đồng, 2.000 đồng, 200 đồng, 200 đồng và 100 đồng, cô được số tiền tương ứng là 7.500 đồng. Như vậy ở bài 1, từ số tiền đã cho, chúng ta đã lấy ra được số tiền phù hợp với yêu cầu của bài. Trong cuộc sống, nếu các con có một số tiền, các con muốn mua một số đồ dùng học tập cho mình phù hợp với số tiền mình đã có, chúng ta làm gì? À, đó, đầu tiên là chúng ta hãy xem giá trị đồ vật đó trước. Chúng ta cùng nhau sang bài 2. Bài 2, xem tranh rồi trả lời câu hỏi sau. Bây giờ các con hãy cùng nhau xem giá một số đồ vật nhé. Cây bút có giá 4.000 đồng. Cây thước kẻ có giá 2.000 đồng. Hộp bút màu có giá 5.000 đồng. Đôi dép có giá 6.000 đồng. Và cuối cùng là cây kéo có giá 3.000 đồng. Cô có câu hỏi đầu tiên. Em có 3.000 đồng, em có vừa đủ tiền để mua được đồ vật nào? Đồ vật nào có giá 3.000 đồng các con? À, đó là cây kéo có giá 3.000 đồng. Cô có câu hỏi tiếp theo. Em có 2.000 đồng, em có vừa đủ tiền để mua được đồ vật nào? Đồ vật nào có giá 2.000 đồng? Đúng rồi, tất cả các bạn đều trả lời đúng. Đó là cây thước kẻ có giá 2.000 đồng. Câu hỏi tiếp theo. Em có 7.000 đồng, em có vừa đủ tiền để mua được những đồ vật nào? Ở bài này các con hãy kết hợp những đồ vật, hai đồ vật với nhau để có giá tiền 7.000 đồng. Hai đồ vật đầu tiên có giá tiền 7.000 đồng đó là bút mực có giá 4.000 đồng
và cây kéo có giá 3.000 đồng. Hai đồ vật này kết hợp lại có giá 7.000 đồng. Còn đồ vật nào có giá 7.000 đồng nữa? À, đúng rồi, đó là hộp bút màu có giá 5.000 đồng và cây thước kẻ có giá 2.000 đồng. Hai đồ vật này cộng lại là 7.000 đồng. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách mua một số đồ dùng học tập cho mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi giải quyết bài toán nhé. Bài 3. Các con có 30 giây đọc và trả lời cho cô câu hỏi. Ở bài này các con đã mua được đồ vật gì? Và các con đã đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tiền? À, chắc các bạn đã trả lời được câu hỏi cho mình rồi. Bây giờ cô cùng các con đọc lại bài toán và trả lời nhé. Em mua một cây thước kẻ hết 2.000 đồng và một gói kẹo hết 5.000 đồng. Em đưa cô bán hàng 10.000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền? Ở bài này con mua được vật dụng gì? Đó là cây thước kẻ 2.000 đồng. Tiếp theo là gói kẹo 5.000 đồng. Và con đã đưa cô bán hàng 10.000 đồng. Bây giờ cô bán hàng phải trả lại con bao nhiêu tiền? Cô cùng các con giải bài toán này nhé. Con mua cây thước kẻ 2.000 đồng và gói kẹo hết 5.000 đồng. Như vậy con đã dùng hết bao nhiêu tiền? Muốn biết con dùng hết bao nhiêu tiền, các con lấy 2.000 đồng của cây thước kẻ cộng 5.000 đồng của gói kẹo. Như vậy các con đã mua hết 7.000 đồng. Như vậy lời giải là số tiền một cây thước kẻ và một gói kẹo là. Ở bài toán về tiền, các con lưu ý ở lời giải là số tiền, nhưng đơn vị ở lời giải các con không dùng tiền mà đơn vị ở phép tính các con dùng chữ đồng. Các con mua một cây thước kẻ và một gói kẹo hết 7.000 đồng. Con đưa cho cô bán hàng 10.000 đồng. Bây giờ cô bán hàng phải trả lại con bao nhiêu tiền? Làm phép gì? Đúng rồi, con lấy 10.000 đồng. Con đưa cho cô bán hàng trừ cho 7.000 đồng, số tiền mà con đã mua cây thước kẻ và gói kẹo. Như vậy cô bán hàng phải trả lại con 3.000 đồng. Như vậy lời giải ở phép tính này là số tiền cô bán hàng phải trả lại là 10.000 đồng trừ 7.000 đồng bằng 3.000 đồng. Đáp số 3.000 đồng. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách sử dụng tiền. Để giúp các con hiểu hơn, các con hãy cùng nhau làm bài tập nhé. Chào tạm biệt các con. Chúc các con học giỏi.